Có lẽ là tất cả ruột gan, tất cả những kinh nghiệm đúng không ạ? Tất cả những cái điều tâm đắc thì chị Vân nói hết rồi. Nói hết rồi, chia sẻ hết với các bạn rồi. Trong câu chuyện của chị Vân vừa chia sẻ thì có một điều mà em thấy cũng nên chia sẻ cùng với các bạn sinh viên trường ngoại ngữ là tiếng Anh, tiếng Nhật, là khi mà các bạn ra trường, các bạn đi làm thì đối tượng mà đi làm với các bạn là các bạn gặp phải đa phần là người nước ngoài. Và theo em hiểu thì đối với người nước ngoài, người ta rất coi trọng cái tính trung thực. Lại quay trở lại với câu chuyện của nhà trường, là lúc ấy các bạn, không biết các bạn đã đến với cái nội dung của đào tạo hay chưa, để biết với thẻ vàng, thẻ đỏ là cái gì. Tuy nhiên tôi cũng sẽ giải thích cho các bạn luôn là thẻ vàng, thẻ đỏ là hai cái mức mà phạt rất là nặng của nhà trường dành cho cái việc gian dối trong thi cử. Và cái câu chuyện ở trường Đại học Thăng Long là một cái kim chỉ nam của nhà trường định sẵn từ trước là học thật và thi thật. Và câu chuyện này chúng tôi muốn nói với các bạn rằng trường Đại học Thăng Long không chỉ là dạy để kiến thức cho các bạn, và cái kim chỉ nam của trường cũng là dạy để các bạn sinh viên làm người. Và cái việc mà đi theo kim chỉ nam là học thật và thi thật đó, nó tạo nên một cái thói quen thành thật của sinh viên. Và cái thói quen thành thật của sinh viên thì có lẽ giúp ích rất nhiều cho công việc mà khi mà các bạn đi làm, nhất là tiếp xúc với những người nước ngoài. Người ta yêu cầu rất cao cái sự thành thật, có khi còn cao hơn cả những kỹ năng mình có thể có. Bởi vì những kỹ năng thì chúng ta sẽ dần dần học, những kiến thức chúng ta cũng có thể học ngày một, ngày hai được. Đó, giống như khi mà chị Vân chia sẻ là khi mà mình học ngôn ngữ thì không phải cái gì mình cũng biết. Giống như là khi ngay cả tiếng Việt mình thôi, khi mà có một ai nói đó về, ví dụ ai nói với tôi về vấn đề nguyên tử thì kể bằng tiếng Việt tôi cũng không hiểu được, chưa nói bằng tiếng Anh. Thì vì thế chúng ta sẽ luôn phải làm sao trao dồi, chúng ta sẽ luôn phải tìm tòi. Đấy. Và như lúc đầu chúng tôi đã muốn nói với các bạn rằng chương trình tọa đàm cựu sinh viên chúng tôi mời đây đến đây là những cựu sinh viên, những người anh, người chị, và sẵn sàng sẽ chia sẻ tất cả những cái kinh nghiệm của mình cho các bạn. Và cũng rất là mong muốn cái sự tương tác lại của các bạn bằng những câu hỏi của các bạn. Và bây giờ chúng tôi xin muốn được nhìn đến những cánh tay của các bạn bằng những câu hỏi của mình được không ạ? Em tên là Đào Quỳnh và em đang là K31 của ngành ngôn ngữ Anh ạ. Và em muốn hỏi chị là hồi mà chị học khóa 13 thì là chị học chuyên sâu về chuyên ngành gì ạ? Hồi đó là chị học về tiếng Anh thương mại là chính. Vâng ạ. Thế em muốn hỏi thêm một câu nữa là hồi xưa chị học giỏi như thế thì chị đã bao giờ lấy được học bổng của trường mình chưa ạ? Và em muốn hỏi rõ về cái học bổng của trường mình như nào ạ? Nói thật với các em là nhá, trước đây là chị chưa bao giờ được học bổng của trường. Bởi vì là sao? Bởi vì chị nghĩ là học thì là mình học cố gắng hết bản sự, cái khả năng của mình. Đó là cái mà mục tiêu của chị là phải học cố gắng. Đó. Tức là lúc đó là chị tham gia cả công tác đoàn và chị cũng đi làm thêm nữa. Thế còn nếu mà trong quá trình học ý, thì nếu như các em nghĩ là chị ngồi ở đây là sinh viên ưu tú của trường thì cũng không phải đâu. Vì là chị thành công trong công việc là chính. Thế bởi vì là chị lúc nào chị cũng muốn học hỏi để cho có cả cái thành công như bây giờ. Thế và cái kỹ năng rất là quan trọng. Điểm số ở trong trường cũng là một phần là quan trọng rồi, nhưng mà cái kỹ năng là quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Và thứ hai là khi mà các em đừng nghĩ là chỉ có học bổng của trường thì mới cho chúng ta những cái kỹ năng khác, mà chúng ta học là học nhiều thứ chứ không phải là học để có điểm số tốt. Đấy, thì bây giờ là học ở trường mình là được cái là đào tạo là rất là nghiêm túc đúng không? Vâng. Thế thì khi mà đào tạo nghiêm túc như thế thì mình cố gắng hết khả năng của mình thôi. Nếu mà được học bổng thì tốt, còn nếu không được học bổng mình cũng cố gắng chấp nhận. Nhưng mà ngoài cái việc học ra thì mình cố gắng là học hỏi thêm những cái kỹ năng khác, những kiến thức xã hội khác để sau này mình đi làm mình đỡ bỡ ngỡ, và thậm chí là mình có thể là học hỏi qua các thầy cô này, qua các bạn bè này. Ví dụ như là mình thấy ngưỡng mộ là bạn này là được học bổng mà sao mình ngưỡng mộ thế, thì mình ra mình tiếp cận với bạn và bảo làm thế nào mà để cậu học được thế này, thì các bạn sẽ chia sẻ cái phương pháp học của mình. Còn cái việc mà cố gắng của mình đến đâu thì là đấy là do mình sẽ cố gắng để mình đặt mục tiêu của mình.
đây chị cũng nói với cả các em là chị cũng không phải là sinh viên ưu tú của trường đâu, mà là trong quá trình đi làm nữa mình cũng phải cố gắng, và khi mà đi học thì mình cũng phải học hỏi bạn bè nhiều chứ. Đấy là cái mà chị cũng muốn chia sẻ với các em. Chị em có thêm một câu hỏi nữa. Thật ra thì cấp ba em cũng đã làm lớp trưởng rồi, thì em đang muốn là liệu là mình lên đại học thì mình có nên tham gia vào cán bộ lớp của trường mình hay không ạ, và nó có áp lực về việc học hay không ạ? Nếu như em là cán bộ của lớp trường của hồi cấp ba rồi đúng không? Vâng ạ. Thì chị nghĩ là lên khi mà em học ở môi trường đại học em nên tham gia công tác đoàn. Nên tham gia bởi vì khi mà tham gia này mình được tiếp xúc với cả các thầy cô này, tiếp xúc với cả các anh chị khóa trên này, hay là bạn bè này, tiếp xúc với cả môi trường mà có nhiều, tức là có nhiều đối tượng như thế, thì mình cũng sẽ nâng cao cái khả năng giao tiếp của mình. Thậm chí là em có thể không phải là mỗi cái việc mà làm cán bộ lớp hồi cấp 3 mình mới làm, mà thậm chí là các bạn mà chưa bao giờ làm cán bộ hồi cấp 3 mà có khả năng thì em có thể là đưa các bạn vào trong trong danh sách của lớp. Ví dụ như bầu luôn là tớ bầu bạn là lớp phó, tớ bầu bạn là lớp trưởng, tớ bầu bạn là bí thư đoàn, hay thậm chí tớ bầu bạn là bàn trưởng để tham gia các công việc của trường. Đấy là cái mà kiểu như lớp nào cũng lên tham, có người tham gia, như thế là sẽ giúp cho lớp là cũng cảm thấy là lớp mình sẽ năng động hơn, đúng không? Đấy, và cái việc mà học hành ý, thì đúng là theo khả năng của mỗi người thôi. Thế nhưng mà mình cố gắng bố trí thời gian hợp lý để tham gia các hoạt động của đoàn trường và tham gia những cái hoạt động khác. Đấy, thì như thế thì sẽ hợp lý hơn. Nếu mà các em là biết cách tổ chức như thế, thậm chí là tổ chức vào điểm thì có thể mai sau là năm thứ 3, thứ 4 là đi học thêm, hay là bạn nào học giỏi thì xin làm một chân trợ giảng ở trường mình chẳng hạn. Đấy cũng là cái mà để các bạn có thể có cái mục tiêu cho mình. Vâng, và em cảm ơn chị ạ. Em chào anh chị, chào tất cả các bạn. Em là Ngọc, em là K30 của nhà trường. Đã hôm nay em có câu hỏi muốn hỏi em đấy ạ. Dạ, em đang học chuyên ngành ngôn ngữ Anh. Em hỏi chị là nếu mà mình học ngôn ngữ Anh ạ, mình có nên học thêm một ngành nữa không? Tức là mình chỉ dùng tiếng Anh để làm công cụ để kiếm tiền thôi ạ. Còn mình sẽ học thêm một ngôn ngữ nữa ạ. Như thế có nên và có hiệu quả không ạ? Em cảm ơn. Cảm ơn câu hỏi của em. Chị thấy câu hỏi của em cũng khá là hay. Vì chị thấy trường mình bây giờ hiện tại đang có rất là nhiều khoa, mà các khoa thì đều luôn luôn chào đón các em. Vì thế khi mà học ngôn ngữ Anh xong, nếu như các em thích thì các em có thể tham gia khoa khác, ví dụ khoa quản trị hay khoa kinh tế của trường. Đấy là cũng là cơ hội. Hoặc nếu không thì các em học xong ngôn ngữ Anh mà muốn đi sâu về nghiên cứu ngôn ngữ hay làm giảng viên của trường, các em có thể học thạc sĩ của trường mình, để khi mà ra trường mình có nhiều cơ hội hơn, đúng không? Trường mình thì luôn luôn chào đón các em từ khoa này sang khoa khác mà. Và chị thấy trường mình là môi trường đào tạo rất là tốt. Thậm chí là chị còn đã từng có nuôi cái ước mơ là được quay trở lại trường để học thạc sĩ, thạc sĩ kinh tế hay thạc sĩ tin học gì đó, để còn áp dụng một số những kiến thức vào trong công việc của chị cơ. Thế nhưng mà bây giờ thời gian không cho phép, bởi vì bây giờ chị có chồng và có hai con, một cháu học lớp 8, một cháu học lớp 3 rồi, cho nên là cũng không có thời gian để quay lại trường để học. Mà bởi vì với cái thứ hai là chị hay phải đi công tác, cho nên là cũng không được có nhiều thời gian dư dả để quay lại trường nữa. Cho nên là thực ra đây là cũng là một cái mà cũng rất là tiếc, vì khi mà học xong là chị thấy là trường mình đào tạo tuyệt vời, và chị cũng chỉ mong là có cơ hội để quay lại trường như những lần như thế này, để được tiếp xúc với các em và được trao đổi với các em và được trả lời những câu hỏi rất hay của các em. Em cảm ơn. Em có câu hỏi nữa là năm đợt chị học, khóa chị học mấy năm chị ra trường ạ? Em nghe nói là trường mình có khoa toán tin, khoa ngôn ngữ Anh và khoa ngôn ngữ Nhật là ba cái ngành rất là khó ra trường ấy ạ. Ra đấy là tin đồn thôi nhá. Thế như ngày xưa chị học ý, thì chị học 7 môn một học kỳ, 7 đến 8 môn một học kỳ.
Thế nhưng mà cố gắng là ra trường thì cũng 4 năm hoặc là hơn 4 năm một tí. Cái thời gian mà gọi là ra trường hơn 4 năm đấy là cũng là chuyện bình thường thôi. Vì là sau khi ra trường thì trước đó thì chị cũng đã nộp hồ sơ vào một số những cơ quan rồi. Và chị xin làm thực tập viên ở thực tập sinh ở các trường ấy, ở một số cơ quan ấy, thậm chí là một số trường học. Thế cho nên là cái đó thì các em đừng lo. Có ra trường muộn một tẹo, chị học 4 năm rưỡi mà. Nhưng mà ra trường thì đúng hay là không thì cũng không quan trọng, là mình tự thân vận động, cố gắng là tự thân vận động và chủ động trong mọi công việc, trong mọi tình huống. Nếu như là mình tự thân vận động, ví dụ như là mình tự nộp hồ sơ cho một số cơ quan để sau này họ nhận mình với mức lương bèo bọt, mình cũng phải chấp nhận đúng không? Xin bố mẹ nuôi thêm mình 1 năm 2 năm nữa, chẳng nhẽ bố mẹ không, lỡ lại bỏ mình à, bỏ rơi mình à, đúng không? Thế là cái đấy là cái việc học đúng năm hay không là cũng là do cái quyết định của mỗi người và do cái khả năng học tập của mỗi người. Nếu như là bạn nào có khả năng học tập tốt, có thái độ học tập tốt thì chị nghĩ là việc ra trường sớm rất là cũng là bình thường. Và nếu mà bạn nào học chậm hơn một tí thì ra trường chậm hơn một tí như chị chẳng hạn thì chị thấy là cũng là khả năng bình thường thôi, không có vấn đề gì hết. Thậm chí là trước đây là chị học, trước khi chị vào trường Thăng Long là chị học 2 năm trung cấp ở trường Học viện Quan hệ Quốc tế. Nhưng mà chị có thấy nề hà gì đâu, cuối cùng là mình vẫn vào được cánh cửa đại học cơ mà. Và cuối cùng là cái quan trọng nhất là mình đi làm như thế nào, và trong quá trình học tập thì mình học như thế nào, mình để mình có thêm cái kỹ năng, có thêm kinh nghiệm, mình học hỏi người khác, học hỏi ngay cán bộ trong trường, học hỏi ngay bạn bè mình. Đấy là cái mà khởi đầu mà ngày xưa chị làm. Xin cảm ơn chị. Đối với những nhà tuyển dụng, em nghĩ thế chị ạ, cái bằng cấp của chị không có vấn đề gì cả, mà vấn đề là năng lực của chị nào. Người ta thuê chị thì thuê mình đúng không, là dựa vào cái năng lực của mình, chứ người ta cũng không thuê cái bằng của mình làm gì cả. Vì thế các bạn cứ tự tin với chính bản thân của mình. Chúng ta đã đến với chương trình tọa đàm với các sinh viên, và đây cũng đã đến những phần cuối của thời lượng của chương trình. Và các bạn tân sinh viên các bạn bốt thân mến, vậy là giờ đây sẽ là những ngày tháng dài và vất vả trong công cuộc đèn sách của bạn. Và mặc dù mới chỉ nhìn thấy và mặc dù mới chỉ cảm nhận những nét thân thiện ban đầu của trường Đại học Thăng Long, thì các bạn hãy luôn tin rằng Đại học Thăng Long đã và sẽ luôn xứng đáng để các bạn đặt niềm tin. Và chúng tôi hứa chúng tôi sẽ không bao giờ làm cho các bạn thất vọng, và sẽ có một bài hát như muốn quà để gửi tặng cho chị Vân cũng như các bạn mong ước kỷ niệm xưa. Xin mời âm thanh to lên và xin chào bóng tay các bạn hãy cùng hòa chung bài hát này. Và ngay sau đây